Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác về mặt đảng và chính quyền do có liên quan đến ít nhất 3 vụ án hình sự, trong đó có đại án Nhật Cường. Ngày 11 tháng 8, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án hình sự, gồm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Sở Khoa học Đào tạo Hà Nội và một số đơn vị liên quan, vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội và vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố mới đây. Hiện tin tức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác đang gây xôn xao dư luận, vụ việc vẫn đang trong tiến trình điều tra. Trước khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong bản tin tiếp theo.